Đây nó là con không mình win nè. Video này dành cho các bạn vốn lớn và muốn kiếm 40 triệu một tháng trên sàn Coinbit ha. À, thì bây giờ các bạn thủ cho mình vốn từ 1k nha. Rồi, thì trước khi vào video á, thì mình có một cái trang web đó là coinbit.xyz. Các bạn có thể truy cập vào cái trang này ha. Đây là cái trang hướng dẫn cho các bạn cách giao dịch kiếm tiền mỗi ngày trên đây. Ngoài ra thì mình cũng có cái link đăng ký. Các bạn hãy đăng ký qua link này ha. Khi mà đăng ký qua link này á, thì bên mình sẽ hỗ trợ nạp thưởng cho bạn ha. Lần đầu tiên nạp thưởng từ 20 thì bên mình sẽ thưởng 3. Và nếu mà 50 sẽ thưởng 5, 200 là thưởng 20. Và tương tự với lần 2 nạp tối thiểu từ 20 thưởng 5. Và 50 thưởng 8, 200 thưởng 18. Ở lần 3 các bạn nạp tối thiểu từ 200 thưởng 20, 1k thưởng 108 và 3k thưởng 288 ha. Các bạn có thể nạp với cái mức vốn tương ứng ha. Rồi thì link mình sẽ để phần mô tả cũng như là ở phần comment đều có nha. Trường hợp mà các bạn tìm không thấy link nữa thì các bạn có thể gõ đúng cái từ khóa này nha. Đó, điều kiện là đăng ký qua link này thì bên mình mới thưởng cho các bạn nha. Để mình checking xem là các bạn đăng ký qua link này mới được. Rồi thì để nhận thưởng á, thì đăng ký xong, nạp tiền xong á, thì các bạn liên hệ với bạn này ha. Bạn này sẽ hỗ trợ nạp thưởng cho các bạn. Và trường hợp các bạn không biết nạp rút nữa thì bạn này sẽ hỗ trợ nạp rút cho bạn ha. Thì nạp đơn giản thôi, các bạn vào phần nạp nè. Ở đây thì sẽ có hai hình thức nạp ha. Nạp qua cryptocurrency và cái thứ hai là nạp qua ngân hàng. Ngân hàng thì sẽ có là hỗ trợ trên 20 ngân hàng Việt Nam cũng như là Momo ha. Ngân hàng thì nạp tối thiểu từ 50, còn Momo tối thiểu từ 100. Còn nếu mà các bạn nạp qua cryptocurrency thì tối thiểu là từ 10 đô ha, với mạng là TRC20. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái trò chơi này ha. Thì các bạn sẽ vào một trò chơi nè. Đó, tại đây thì các bạn sẽ tìm đúng cái trò chơi này ha. Thì tại đây á, các bạn không cần phải quan tâm ở cái mục ở trên ha. Mình chỉ quan tâm những cái con số thôi, từ 0 cho đến 9 thôi. Thì mô tả trò chơi này á, thì nếu mà sau 1 phút á, mà các bạn đưa ra cái lựa chọn đúng á, thì bạn sẽ kiếm được là 9,75 lần ở cái vốn đi ha. Nếu mà các bạn đi 10 đô thì bạn đem về là 97 đô 5. Đơn giản vậy thôi. Ở đây thì mình sẽ đi 7 con và mình loại 3 con. Và 3 con mình loại á, mình sẽ dùng cái phương pháp loại trừ nha. Đây, ở đây mình sẽ thị phạm cho bạn cái lệnh này luôn nha. Mình loại á, là mình phải loại những cái con mà đúng với phương pháp mình đưa nha. Đầu tiên là mình loại con vừa ra. Cái thứ hai là mình loại hai cái cặp trùng. Đây, ở đây một cặp ha. Những con giống nhau là mình tính một cặp nha. Ví dụ như 4 con 1 hoặc là 5 con 1 đó, thì mình vẫn tính là một cặp nha. Rồi cặp thứ hai thì mình có con số 2 nè. Đấy. Rồi ở trên đây thì nó chỉ có hai cặp này thôi. Đó. Vậy thì mình sẽ loại con vừa ra và hai cặp trùng nha các bạn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ nó ra một cái phiên khác này thì mình xét lại nha. Đây, ở đây mình sẽ loại con 6 nè. Mình loại con 8 và mình loại con 1 nè ha. Mình sẽ loại 6, 8 và 1. Ở đây thì với lệnh 1k thì mình sẽ đi lệnh là 10 nha. Các bạn lưu ý nha, những con mà các bạn loại là các bạn không đi nha. Các bạn đi những con còn lại thôi. Đó, mình sẽ đi nè. Rồi, thì trường hợp nếu mà lệnh này các bạn win á, các bạn sẽ kiếm về là 27 đô rưỡi nha. Tương với khoảng là 660k á, thì bây giờ các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây, nó là con không mình win nè. Đó, bạn thấy vốn nó tăng không? Nó easy game ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm một lệnh nữa ha, để đủ target là 55 đô một ngày nè. Một ngày các bạn kiếm hai lệnh hoặc là một lệnh cũng được nha. Tùy các bạn muốn kiếm bao nhiêu cũng được, nhưng mà tốt nhất là từ 1 cho đến 2 thôi. Rồi thì với cái phiên này mình sẽ loại con 0 nè. Mình loại con 8 nè và mình vẫn loại con 1 nè ha. Nó chỉ có hai cặp trùng thôi. Ok nha. 0, 8 và 1 mình đi lệnh 10 nè. Đó, thì kỳ này mình loại nó khác hơn kỳ nãy xíu ha. Đây 0, 8 và 1. Mình đi 7 con còn lại. Rồi mình sẽ đi cái lệnh này ha. Đó, thì với cái phương pháp này, thứ nhất là các bạn đã đi 7 con là cái tỷ lệ bạn win nó đã trên 70% à. Và mình dùng thêm một cái phương pháp loại trừ nữa thì nó đã cao hơn 70% ha. Đó, tỷ lệ nó thắng là trên 50% là mình ok. Nhưng mà ở đây nó đã trên 70% ha các bạn. Rồi các bạn chờ kết quả nó ra nha. Đây, nó ra con 1 nè. Đó, con 1 thì mình xem ha, lúc nãy là mình lót nè. Không sao nha, thì bây giờ mình sẽ đi một lệnh là 30 nè. Đấy, 30 để mình kéo lại nha. Thì lúc nãy mình loại như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi lại lúc đó nha. Mình đây mình loại con 0 nè. Con 1 và con 8 thì mình sẽ đi lại là 0, 1 và 8 nha. Đó, mình đi những con còn lại nè, mình loại ba con này. Thì với cái lệnh thứ hai á, ở đây thì mình thủ cho bạn thêm một cái lệnh kéo á. Lệnh thứ hai là mình kéo vốn rồi ha. Thì với lệnh kéo á thì mình sẽ đi là lệnh 30 đô nha, để mình kéo lại cái lệnh này. Trường hợp mà cái lệnh kéo này win á
thì các bạn sẽ gỡ lại là cái lệnh ban đầu nha, và các bạn win kiếm thêm khoảng mười mấy đô gì đó. Thì bây giờ các bạn chờ kết quả để ra một xíu mình vào lịch sử mình xem lại nha các bạn. Rồi thì với cái phương pháp này á, ngoài cái việc mà nó giúp cho bạn tăng cái tỷ lệ 70% thắng á, thì mình thủ thêm một cái lệnh nữa sau kéo nữa, thì hầu như là cái tỷ lệ bạn thắng nó cực kỳ cao. Các bạn thấy cái lệnh 6 mình win nè, đó thì mình vào lịch sử cho bạn xem nha. Đây, lệnh đầu tiên mình kiếm 27 năm nè, lệnh thứ hai mình lót đúng không, nhưng mà lệnh thứ ba mình kiếm về 82 năm, mình trừ đi thì mình vẫn kiếm được là 12 năm hả các bạn. Đó thì tại sao lại có số 1% này, 1% này nếu mà trường hợp mà lệnh đầu của bạn lót á, các bạn vẫn còn thừa vốn để bạn kéo lại cái lệnh 2 đúng không. Đó thì như vậy mình đã thủ cho bạn thêm một cái lệnh thứ hai để bạn kéo lại nữa, cho nên là giúp cho cái tỷ lệ bạn thắng nó cực kỳ cao ha. Thì các bạn có thể áp dụng theo phương pháp này, và mình đi là mình đi 1% vốn thôi nha các bạn, 1% vốn thôi. Ở đây là vốn tổng mình thị phạm là 1k thì mình sẽ đi 10 đô. Còn trường hợp mà các bạn vốn 500 thì các bạn sẽ đi 5 đô, hoặc là vốn 5k thì bạn sẽ đi 50 đô ha. Thì nó tùy vào cái vốn của bạn. Ở đây thì mình sẽ thị phạm ở cái mức là 1k cho các bạn dễ hình dung nha ha. Đó. Thì với 1k này các bạn có thể kiếm 2 lệnh hoặc là 3 lệnh gì đó tùy, nhưng mà tốt nhất một ngày các bạn kiếm 2 lệnh thôi ha. Đó. Thì nó cũng rơi khoảng 55 đô, nhưng mà ở cái phiên này á, lệnh đầu tiên mình win, lệnh thứ hai mình lót và lệnh thứ ba mình kéo lại, cho nên là nó cũng không có đủ cái target là 55 đô, thì một tí mình sẽ quay lại ha. Và lời khuyên cho các bạn á, một phiên như vậy các bạn kiếm khoảng 1 cho tới 2 lệnh win thôi các bạn chốt ha. Các bạn muốn kiếm thêm á, thì một tí khoảng nửa tiếng tí như đó các bạn vào lại các bạn đi ha, chứ mình hạn chế mình đi liên tục nha các bạn. Và đó là một cái phương pháp giúp cho bạn kiếm tối thiểu 40 củ mỗi ngày với số vốn từ 1k ha. Và ngoài ra khi mà các bạn đăng ký qua link của mình thì mình sẽ hỗ trợ nạp thưởng cho bạn ha. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn Coinbase ha các bạn.